măng thì mình luộc xong rồi nha các bạn. Đây một mâm măng luôn. Bây giờ mình lên thưởng thức ha. Hiền chào cả nhà cho các bạn. Hôm nay Hiền xuống bếp, các bạn thấy bà mới chồng mình bà mua măng. Thì sẵn có măng đây thì Hiền chia sẻ cho các bạn cách luộc măng, bỏ những gì cho măng nó đừng có bị đắng, rồi nó ngọt, rồi luộc thời gian khoảng bao lâu ha. Cái măng này là khoảng 3 kg, 3 kg mấy nha các bạn. Hồi nãy nhà có cân á, cái mình thấy mình cân thử 3 kg hơn một chút ha. Thì bây giờ Hiền bắt đầu làm nha. Mình bỏ măng vô nồi cho hết luôn ha. Mà măng là mình phải luộc nước lạnh nha các bạn, khỏi khỏi nước nóng. Mình chế nước vô cho nó ngập măng luôn nha các bạn. Mình bỏ 2 trái ớt vô nha các bạn. Rồi gạo, khoảng 1 muỗng gạo ha, mình bỏ vô luôn. Muối cũng 1 muỗng mình bỏ vô luôn nha các bạn. Mình bỏ vô về á, mình nấu á, cái măng nó nhả cái chất đắng ra. Mình bắt lửa lớn lên cho cái măng này nó sôi nước. Mình thấy nước nó sôi bừng lên rồi đó, rồi mình đậy nắp lại. Bắt lửa nhỏ lại nha. Mình 30 phút. Cái nồi măng này là 30 phút rồi nha các bạn. Giờ mình lại mình tắt bếp ha. Rồi cái nồi này là mình có dỡ nắp ra nha. Mình để mình ngâm măng trong 1 tiếng đồng hồ để cho nó băng chín thêm rồi nó ngọt nước ha. Rồi 1 tiếng nữa rồi mình quay lại nha. Cái nồi măng Hiền ngâm 1 tiếng rồi các bạn, giờ mình dỡ nắp ra nha. Hiền gấp măng ra ngoài nha. Măng này ăn ngon lắm các bạn ơi. Hiền luộc xong cái búp măng rồi ha. Thì bây giờ Hiền mời cả nhà cùng ăn với Hiền nha. Ăn cái này là ăn cái nước nước trộn xà lách đó các bạn. Mình rau sống trộn là cái nước này. Y như mình đi siêu thị là chỗ nào nó cũng có bán nha. Nó trộn rau sống nè. Còn không có cái này thì các bạn chấm cái nước tương mà bỏ cái mù tạt vô nha. Mù tạt xanh á, mình bỏ mù tạt xanh hồi mình chấm ăn. Bây giờ bắt đầu mình thưởng thức nha. Này các bạn cắt ngay vô cái xương á. Cái mình tét ra. Vậy là mình ăn được rồi nha các bạn. Mình chấm mù tạt trước đi. Mời đại gia đình ăn ha. Nó ngọt. Chấm mù tạt nó ngon các bạn ơi. Mình luộc như vậy á, không có miếng đắng luôn, ngon lắm, đủ quá. Mình về á, mình rửa sạch xong rồi mới luộc được ha, chứ không phải là để vậy là luộc nha. Ngon lắm luôn. Ăn thì nó đã các bạn ơi. Chấm cái nước salad này thử coi. Cái này ăn cái chấm cái nào nó cũng ngon hết lắm. Các bạn mua về cái đất tép măng á là mình phải gọt bớt chút xíu. Xong rồi mình mới rửa sạch, mình mới nấu. Nhiều khi cái cúc này nó hơi bị già. Không thôi các bạn luộc xong rồi mình ăn á, mình gọt á,
xong mình gọt cái nếp bỏ. Cái món này á, bà má chồng mình ta thích lắm. Tết mùa măng á, bà má chồng mình đã ăn đầu mùa tới cuối mùa luôn. Các bạn thấy cái miếng vàng vàng này nè, mình gọt mình bỏ, mình ăn cái miếng trắng này. Cái này mình lấy cái dao á, bằng cứ ngay xương sống á, cái mình gỡ ra mình ăn à. Ăn nguyên củ thì nó đã các bạn ơi. Chấm bồ tạc thầy, chấm không cục bồ tạc, nãy mình không có quậy ra đều. Chấm bồ tạc ngon lắm, nó hợp với nước tương với bồ tạc nha các bạn, chứ không thôi là nước salad nó hợp với lắm luôn. Ở bên Việt Nam mình á, mùa không có mua không được bồ tạc thì ăn với nước tương đã các bạn. Nước tương bỏ vài lát tỏi vô nha, với ớt. Mình ăn nguyên cháo nước tương chứ không có pha nha các bạn. Nước tương pha là nó không có ngon. Ăn nồng. Ăn chung một tạc nó nồng. Ăn đã dễ sợ luôn á. Một cái dao rồi ta. Miếng vàng vàng nè các bạn, gọt vỏ thôi để ăn nó hơi bị cứng. Mình dặn cái cho nó ra hả. Các bạn nhớ bỏ gạo với muối với hai trái ớt ra. Là cái này mình không phải mình niêm nha các bạn, cái này là mình làm cho cái cục măng này nè, cái búp măng này nó không có bị đắng. Các bạn luộc nhà là ăn liền luôn. Cái độ ngọt của nó giữ trong cái măng á. Các bạn mua măng mà mua măng nhỏ về các bạn không có lột vỏ nha, mình để nguyên cái vỏ mình luộc vậy là măng nó mới ngọt nước, nó giữ độ ngọt. Dính mềm tùm lum. Ăn cái này nó đã hơn cái củ khoai tay sống các bạn ơi, khoai tay sống ăn không có ngon. Ở bên Việt Nam mình nó mang nhiều á, các bạn làm thử, bạn mua các bạn lựa nè, lựa cái măng á, nó có độ cong á,
cái đít nó bự, thịt nó mới nhiều. Đừng mua cái cây dài dài, cây dài dài nó không có bằng. Cái đầu dài nó giỏ mà. Bà má chồng mình nó hả, tới cái mùa này hả, quanh năm suốt tháng là có măng ở trong tủ lạnh các bạn. Bạn luộc á, cái bạn có tủ lạnh để nó không có hư nha. Nó cũng hơi bị lâu hư lắm, tại vì á mình không có lột vỏ ra á, nó không có hư. Mình lột vỏ ra thì nó nhanh hư, chứ mình để nguyên vỏ mình luộc là nó lâu hư lắm. Cái món này nè, ăn chay ăn mặn ăn đều được hết. Chứ ở ngoài á, mình đi ra ngoài mình mua á, nó chỉ sắc 2-3 búp thôi, tính tiền mắc lắm á. Mình mua về mình luộc nhà nó ăn ngon lắm. Ở bên Việt Nam mà nó măng quá chừng. Làm món này ăn đã luôn. Bạn ăn về là bạn ghiền. Mà măng ăn nhiều á, nó cũng nóng lắm các bạn. Các loại măng mà có măng này á, bằng luộc vậy là ngon nhất. Tại cái chất ngọt nó còn nguyên luôn. Tạt nó cay rồi các bạn, nó nồng. Ở bên Việt Nam mình các bạn, măng á hay xào nấu canh kho mà ít luộc lắm. Nhưng mà luộc thì sắc mỏng 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 ra luộc á, nó không ngon bằng cái này. Mà măng này luộc, nếu luộc mà các bạn đừng có lấy cái măng bự quá nha, nó nhỏ nhỏ vừa vừa thôi. Luộc ăn rất ngon. Nước tương mình không có bỏ đường, rồi không có bột niêm hay chanh gì hết luôn các bạn. Mình chỉ bỏ cái mù tạt thôi nha, mà nước tương nguyên chất nó mới ngon. Nay là bắt đầu tới mùa măng rồi nè các bạn. Mùa nào mà má chồng mình phải cho ăn đã mùa đó. Mình gọt cái đít này mình bỏ. Con má chồng ở trong nhà cũng đỡ lắm các bạn. Mình muốn ăn cái gì á, cái nhiều khi mình kêu bỏ mua, kêu bỏ mua. Mắm nó chồng mình nó hiền khô hả.
kiếm mình giống như bà má chồng mình hơi bị khó. Mình cũng có phước đó bạn, mới gặp mà được bà má chồng mình kìa. Mình thấy nó ngắn ngắn rồi nè, nó mập mập rồi nè, thịt không á. Ăn gì mà nó ngon đó bạn. Ngon hay là ngon. Ở bên này lon các bạn, bất cứ cái gì nó cũng băng ký hết á, nó không có băng trái. Để khớm cũng vậy, bất cứ cái gì đa số là phí không, chứ không có bắn trái. Như Việt Nam mình nhiều cái bắn trái, nhiều cái bắn ký, bên đây đa số là mình thấy bắn ký. Tới mà mình đi ăn chay á, mình vô mấy cái tiệm chay á, các bạn lựa đồ ăn xong cũng phải cân ký nữa, chứ không có tính món à. Đó, mình vô mấy cái tiệm đồ ăn chay á, mình đâu có múc nước. Múc nước nó cần ký nặng lắm. Mình múc cái thôi, múc mấy cái rau cải đồ cái thôi, chứ bà múc nước á mà cần tính tiền thấy bà luôn á. Ăn cái này, cái nước salad chấm ngon á. No không? Ăn hết nổi rồi. Lâu lâu ăn nó đã gì đâu. Rồi không ăn nữa. Cay quá. Các bạn ăn mù tạt cay, các bạn phải hạ họng ra nha, chứ không được ngậm lại. Ngậm lại nó nằm tới lỗ mũi luôn. Thì Hiền chia sẻ cái clip mà cách luộc măng đó các bạn, làm sao cho nó ngọt, cái nó nhả cái chất đắng ra, đến đây cũng kết thúc rồi nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái clip của Hiền ha. Hẹn các bạn lần sau nha. Bye bye.